sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Vâng, đàn đang làm vui
được sống cao niên tế trong hạnh phúc tuyệt vời. Con cháu người đi đông đúc như sao xa, an vui đến muôn ngàn đời. Là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bạn là những người cùng phải hiếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân phát sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường, đừng lấy ác báo đáp, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lắm phúc lành hàng gia nghiệp. Đó là chúng con có hoàn toàn tự ý và tự do không?
Thưa con bỏ. Thưa con bỏ. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau cuộc đời không? Thưa cha con bỏ. Thưa con bỏ. Thưa con bỏ. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và bảo vệ con cái Chúa Giê-xu và đón nhận chúng con với Chúa Kitô vào hội thánh không? Thưa con bỏ. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định tin lời của một giáo ước không nên thế kỷ, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sứ mệnh của chúng con tới vào Thiên Chúa và hội thánh. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian,
sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp.